Hey baby, trời ơi sao mà con chó dễ thương quá dạ. Sao con chó dễ thương quá dạ. Cậu biết cái chỗ này là của ai không? Hả? Cậu biết chỗ này là của ai không mà cậu chui vô cậu nằm? Hả? Đâu phải là chỗ của cậu đâu nè. Không phải là chỗ của cậu đâu nha chưa. Chỗ này là chỗ của mồ côi nghe chưa. Cậu vô cậu chiếm cái chỗ ngủ của mồ côi rồi. Trời ơi, cậu không thấy đường mà sao cậu khôn nó vậy trời. Cậu đi được vô trong cái chuồng này nằm luôn. Ở trong đây có trại nệm nè, có trại đồ ấm nè. Cậu vô cậu dành chỗ của anh ta nè, để cho anh ta phải nằm ngoài nè. Thấy không, cậu thấy ghét nè. Thấy ghét nè. Để cho mồ côi phải nằm ở ngoài nè. Trời ơi, mồ côi phải nằm ở ngoài bị chiếm chỗ mất tiêu rồi. Thấy không, chiếm chỗ của mồ côi mất tiêu rồi. Cậu ăn gì mà cậu khôn ghé vậy? Cậu ăn gì mà cậu khôn ghé vậy? Hả? Sao cậu khôn ghé vậy? Vô nằm cái chỗ của anh cha. Ừ. Trời ơi, dễ thương á. Khỏi mặt nè, có mặt chó nè, quay ra đây. Khỏi mặt chó nè, ôi. Mặt chó đẹp quá. Trời, dễ thương ghê. Mặt chó dễ thương ghê. Cười tí tí.